Xin chào tất cả các bạn, mình là Toàn đến từ trung tâm tiếng Nhật 21 ngày. Hôm nay chúng ta lại quay trở lại với chương trình học Kanji qua câu chuyện. Phần Kanji hôm nay ôn tập đó chính là Kanji N5, tương ứng với ngày học 7 và ngày 8 ở trong khóa học Kanji đạo. Thì phần đầu tiên mình sẽ ôn tập cho các bạn những Kanji mà các bạn hay nhầm, dễ nhầm trước. Sau đó thì mình sẽ cho các bạn xem lại ở trong khóa học là chúng ta sẽ học kỹ như thế nào rồi. Chữ kanji đầu tiên, các bạn nhớ không ạ? Tức là chữ này phân tích bộ thì sẽ có ở trên là nhân nằm. Tức đầu tiên mình viết nhân nằm, bộ nhân nằm. Sau đó mình viết đất, đúng không? Thổ đất. Thì câu chuyện là, nhớ không ạ? Câu chuyện là nằm ở trên đất. Đó, thì nó ra chữ gì ạ? Tức là đầu tiên mình viết nhân nằm nhé. Nên là có nhân nằm và sau đó viết đất. Nằm ở trên đất là đang sinh ra, đúng không? Thì đây là chữ sinh. Chữ sinh này ghép rất nhiều từ vựng. Ví dụ ở trong học sinh, đúng không? Ở trong tiên sinh, tức là giáo viên, đúng không? Ở sensei, hoặc là ở trong sinh ra, động từ sinh ra. Thế là chữ sinh. Từ chữ sinh này mình sang một chữ rất giống nó và cũng rất là dễ. Bây giờ mình thêm nhật ở trên. Các bạn nhận rồi không ạ? Nhật thì nghĩa là ngày hoặc mặt trời, đúng không? Ở đây mình dùng nghĩa là mặt trời. Tức là ở trên là mặt trời, ở dưới là chữ mình vừa học xong là chữ sinh, đúng không? Tức là mặt trời sinh ra. Sinh ra cái gì ạ? Ở trong khóa học các bạn còn nhớ không? Mặt trời sinh ra ngôi sao. Đó, tức là trên là mặt trời nhé. Rất là dễ, trên là chữ nhật này. Sau đó dưới viết chữ sinh. Mặt trời sinh ra ngôi sao. Thì tương ứng với ngôi sao thì âm Hán là gì ạ? Giống như tinh tú ấy, đúng không? Tức là âm Hán là tinh. Nghĩa của nó tiếng Việt là ngôi sao. Phần từ vựng thì sau khi chúng ta ôn tập xong thì mình sẽ cho các bạn xem lại. Xem lại trong khóa học thì chúng ta được học rất là kỹ rồi, cả phân tích bộ lẫn từ vựng có hết, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ chỉ nhắc lại âm Hán nghĩa và giúp các bạn nhớ lại để biết được thôi. Một kanji tiếp theo mình phân tích là có gì đấy ạ? Ở trên là nhất nhé, sau đó là giống như là hai chữ cứng, đúng không? Tức là có chữ to với chữ hi, đúng không? Tức là một mình ta cứ hi trước khi gì đấy ạ? Một tức là trên là nhất, sau đó là có chữ to, đúng không? Một mình ta cười hi hi trước khi chết, đúng không? Âm Hán là tử, nghĩa là chết. Âm Hán rất là dễ, tại vì tử thì mình có thể hình dung luôn là nó nghĩa là chết rồi. Đấy là mình ôn tập được 3 kanji. Kanji thứ tư mình ôn tập, bạn nhìn dễ không ạ? Nó sẽ giống một chữ trong bảng chữ cứng. Nên là tại sao là học kanji thì ngoài học bổ thủ ra thì các bạn học chữ cứng chắc một chút thì mình nhìn kanji nó giống giống chữ cứng gì đó, mình đỡ phải học, đúng không? Đây là giống chữ gì ạ? Giống chữ ca, đúng không? Giống chữ ca trong bảng chữ cứng, đúng không? Thì nó là chữ gì ở trong kanji đấy ạ? Ai mà có đại ca thì có cái gì, đúng không? Đại ca thì có năng lực, có sức lực. Đó, thì đây là chữ lực. Chữ lực này ở trong năng lực, sức lực, đúng không? Nỗ lực. Đó, thì đây là âm Hán là lực. Chữ lực thì lòi lên, đúng không? Nếu bây giờ mình không lòi thì đố các bạn là chữ gì ạ? Tức là bây giờ mình không có cái nét nói lên mà nó thẳng tưng, hiểu không ạ? Mình có câu là lực thừa cái gì thụt ấy, lực thừa đao thụt đó. Tức là nếu không nói lên thì nó là chữ đao, đao ở trong đao kiếm, đúng không? Âm Hán là đao, nghĩa là đao kiếm. Thì mình có những cặp kanji nó giống nhau như vậy, mình cần để ý một chút thôi là mình học được hai chữ một lúc luôn, không sợ nhầm, đúng không? Đương nhiên là mình phải có những cái nốt để mình nhớ, ví dụ như lực thì thừa tức là nói lên, đao thì thụt, đúng không? Kanji tiếp theo ở trên là có nhật, đúng không? Tức là ngày hoặc là mặt trời. Ở dưới là 10, tức là trên là nhật nhá, ở dưới là 10. Thì các bạn nhớ chữ gì không ạ? Câu chuyện là ngày chủ nhật mà 10 giờ đã dậy rồi thì rất là gì? Thế là giống như mình được nghỉ ấy, đúng không? Ngày chủ nhật là 10 giờ đã thức dậy rất là sớm. Âm Hán là tảo, đúng không? Nghĩa là sớm. Tảo ở trong tảo tần ấy. Đó. Âm Hán là tảo, nghĩa là sớm. Câu chuyện là 10, đúng không? Tức là ngày chủ nhật, 10 giờ đã thức dậy rất là sớm. Về kanji là năm này thì nó sẽ tương đối đơn giản. Nhưng mà các bạn chú ý cho mình là học chắc một chút. Những kanji là năm là bốn học chắc một chút. Thì mình lên N3 là 2, mình ghép vào. Hoặc là mình học thêm bộ vào. Thì nó ra những chữ kanji trình độ cao N3 là 2 hoặc N1. Thì mình học sẽ thuộc rất là nhanh. Tức là gốc chắc, là năm là bốn chắc. Thì học N3 là 2, N1 rất dễ. Bây giờ chữ tảo sớm đó mình thêm bộ thảo cỏ ở trên thôi. Các bạn thấy nhìn giống chưa? Chỉ thêm bộ thảo ở trên.
thì nó ra chữ gì ạ? Câu chuyện là cô Thảo đúng không? Cô Thảo buổi sớm đi làm gì đấy? Đi cắt cái gì? Nhớ không ạ? Cô Thảo buổi sớm đi cắt cỏ đúng không? Đó, tức là âm Hán là Thảo luôn. Nghĩa của nó là cỏ. Thì đây ở trong từ vựng cỏ. Tức là phần phần kanji này nó có thể dùng câu chuyện hoặc có thể dùng logic đúng không? Bây giờ chữ này bình thường dùng logic cũng rất là dễ thôi. Tức là đương nhiên cỏ thì phải có bộ thảo rồi. Đấy, nó ví dụ như là rau hoặc là cỏ đúng không? Đấy, hoặc là những chữ liên quan đến hoa chẳng hạn. Đấy thì gì thường sẽ có bộ thảo ở trên. Tại vì nó nghĩa là cây cỏ mà. Nó sẽ có ý nghĩa của nó, logic của nó. Và kanji cuối cùng mình ôn tập cho các bạn trong ngày 7. Đó chính là gì đấy ạ? Các bạn nhớ không? Mình phân tích là có thảo này, cái mái nhọn thì mình nói rồi nhé, cái mái nhọn này bản chất là chữ nhân đấy, nhưng mà vì người ta viết thành bộ nên nó sẽ hơi giống cái mái nhọn thôi, nó là chữ nhân, tức là cô Thảo là người đúng không, nhân là người. Chữ cuối thì giống chữ gì trong bản chữ cứng ạ? Giống chữ hô đúng không? Thì mình sẽ ghép câu chuyện là cô Thảo là người hô lên mỗi khi được uống gì đấy, chữ này rất quen rồi, cô Thảo là người hô lên mỗi khi được uống trà đúng không? Đấy, đây là từ vựng trà thì ở trong nghĩa là trà rồi. Thật ra với những kanji cũng như trà rất là dễ thôi. Nhưng mà mình đã từng khảo sát rồi, hầu như mọi người đã từng học qua thì đều có thể nhận được mặt chữ là chữ trà. Nhưng bảo viết lại thì không phải ai cũng viết đúng thứ tự, hoặc là ai cũng nhớ hết. Tức là khi mình nhìn nhận mặt chữ và viết là khác nhau nhé. Tức là nhận mặt chữ thì mình nhìn vào nó và mình có thể nhận ra phân biệt đâu là đúng đâu là sai. Nhưng viết lại khác, viết thì mình phải nhớ chính xác từng bộ thứ tự. Đó nên là đây là hai khả năng khác nhau nhé. Nên là nhiều người nhận mặt chữ cũng rất là tốt, nhưng mà viết thì sẽ không viết được. À, mình sẽ nhắc lại những kanji mình đã ôn tập cho các bạn ở trong ngày 7 của học kanji đạo. À, đầu tiên là nằm ở trên đất thì đấy là chữ sinh đúng không? Nằm ở trên đất là sinh ra. À, mặt trời sinh ra ngôi sao đúng không? Là tinh ngôi sao. Một mình ta cười hi hi đúng không? Trước khi chết là chữ tử chết. À, giống chữ ca đúng không? Tức là đại ca thì có sức lực, đây là chữ lực. Lực thừa rồi thì cụt phải là gì ạ? Là đau đúng không? Lực thừa đau thụt. Ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật mà đã thức dậy rồi, 10 giờ đã thức dậy rất là sớm, là chữ tảo sớm. Cô Thảo buổi sớm đi cắt gì ạ? Cắt cỏ. Âm Hán là Thảo, nghĩa là cỏ. Và chữ cuối cùng là cô Thảo là người hô lên mỗi khi được uống trà. Như vậy là mình đã cùng các bạn ôn tập xong ngày học số 7. Chúng ta sẽ cùng sang ôn tập ngày 8, phần kanji là 5 ở trong học kanji đạo. Thì đây là phần ôn tập nên là mình sẽ không thể nhắc lại tất cả các kanji đã học ở trong ngày 7, ngày 8 được. Nên là các bạn đã đăng ký khóa học rồi thì các bạn sẽ xem lại cho mình về phần ngày 7, ngày 8 và chúng ta sẽ cùng ôn tập lại những kanji mà mình có thể bị nhầm chẳng hạn. Đầu tiên là chữ gì đấy ạ? Chữ này quá dễ rồi. Hai ô là chữ Nhật, nghĩa là trong ngày hoặc là Nhật Bản đúng không? Hoặc là mặt trời. Thì nó sẽ có nhiều nghĩa. Thì hai ô là chữ Nhật nhé. Bây giờ chữ Nhật mình thêm một cái chấm ở trên. Tức là câu chuyện là sang Nhật thì ra làm sao đây? Màu gì ạ? Đây là màu rồi, liên quan đến màu. Sang Nhật thì da gì ạ? Da sẽ trắng đúng không? Đấy, như mình hay nói trong học là sang Nhật bạn sẽ hợp nước, hợp không khí bên Nhật là da bạn sẽ trắng trẻo hơn, đẹp hơn. Tức là chữ Nhật thêm một chấm là ra chữ bạch, nghĩa là màu trắng. Ở tại sao phần này rất là dễ rồi, đối với nhiều bạn rất là dễ nhưng mình vẫn muốn nhắc lại. Vì về sau ấy, mình thấy nhiều bạn hay nhầm. Ví dụ như là chữ nhật thì nhầm với mục mắt chẳng hạn, hoặc là chữ bạch màu trắng thì nhầm với tự bản thân chẳng hạn. Tức là vẫn có trường hợp nhầm, kể cả các bạn học lên cao. Nên là mình muốn các bạn học chắc một chút thì các bạn không sợ nhầm. Bản chất là hai chữ nhầm thì mình học chắc một chữ thì chữ sau mình không sợ nhầm nữa, đúng không? Tức là sang Nhật thì da trắng, tức là thêm một cái chấm vào chữ nhật là thành chữ bạch màu trắng. Bạch bây giờ thêm một nét gạch ở trên, thêm nét nhất ở trên thì bạch thì da gì đấy? Da bách đúng không? Tức là nghĩa là 100. Hoặc là bạn xoay cái chữ chữ bách ấy, bạn nhìn nghiêng một chút ấy, bạn nhìn nó cũng giống số 1 và hai số 0 đấy, đúng không? Thì nó có nhiều cái để mình có hình dung được. Thì đây là chữ bách, nghĩa là 100. Tiếp tục mình sang một dãy những kanji của bộ mộc. Đầu tiên là mộc, nghĩa là cây đúng không? Mộc thì nghĩa là cây, tại vì hình dáng nó giống với cây rồi. Khi mình học N5 ấy thì mình được một cái lợi thế là nhiều kanji cái hình của nó giống như cây thì giống hình cây, núi giống hình ngọn núi đúng không? Sông giống hình con sông. Đấy là N5 thì vẫn như thế được. Nhưng mà khi mình học lên N4, N3, N2, N1 thì mình sẽ khó vì nó sẽ không đúng như thế nữa. Tiếp theo cây mình chặt gốc, tức là mình có thêm một nét gạch ở dưới đúng không? Cây chặt gốc.
thì làm gì đấy ạ? Làm sách, tức là âm hán là bản, nghĩa là sách, hoặc là trong Nhật Bản. Cây thì chặt gốc để làm sách nhá, các bạn nhớ thế là được. Tiếp theo, người dựa cây là đang làm gì đấy ạ? Người dựa cây quá dễ rồi, đang nghỉ ngơi đúng không? Đang nghỉ. Âm hán là hưu đấy, nghĩa là nghỉ đúng không? Người dựa cây là đang nghỉ. Có một chữ rất dễ nhầm với chữ hưu này, đó chính là chữ gì đấy ạ? Nhân bản đúng không? Khi mà tách bộ ra nó là nhân và bản. Nhân bản thì phải ra chữ thể đúng không? Nhân bản cơ thể đấy, tức là chữ nhân đứng này, bộ nhân đứng đúng không? Cộng với lại bản vừa học xong thì mình ra nhân bản, thì đấy là chữ thể nhé. Các bạn phân biệt cho mình chữ hưu và chữ thể, nhiều bạn rất là dễ nhầm. Và tiếp theo là chữ này mình đã từng nhắc nhiều lần rồi. Phân tích bộ là có nhân đứng, có cái mồm và có cây đúng không? Tức là nhân đứng, mồm và cây. Người đứng cắm mồm vào cây để nhận bảo hiểm. Đã nhắc nhiều lần rồi đúng không? Người đứng cắm mồm vào cây để được nhận bảo hiểm. Mình sẽ cùng nhắc lại những kanji ở trong ngày 8 của phần N5, rất đơn giản thôi. Đầu tiên là có hai ô là chữ Nhật trong Nhật Bản. Sang Nhật thì da trắng, thêm một chấm. Bạch đúng không? Thì thêm một gạch ra bách. Bạch ra bách, rất là vần nhá. Bộ mộc, ok, mộc cây thì giống như cây rồi. Cây chặt gốc làm gì ạ? Cây chặt gốc làm sách. Người dựa cây là đang nghỉ ngơi đúng không? Là chữ hưu, nghỉ ngơi. Nhân bản thì phải nhân bản cái gì ạ? Nhân bản cơ thể nhé. Đó. Thì đương nhiên muốn học chữ thể là chắc thì mình phải học chữ bản rồi, đúng không? Mình không được nhầm. Nhân bản này, cơ thể. Người cắm mồm vào cây để được nhận bảo hiểm. Thì mình sẽ cho các bạn xem lại ở trong khóa học là chúng ta sẽ học kỹ như thế nào rồi. Chữ sinh ở trong nghĩa là sinh sản hoặc là học sinh, đúng không? Cũng dùng chữ này. Thì mình có ở bên trên á, nó là bộ nhân nằm. Ở bên dưới là đất, đúng không? Bạn tách ra nhé. Trên là nhân nằm, dưới là đất. Thì nằm ra đất mà sinh, đúng không? Giống như sinh đẻ. Nằm ra đất mà sinh sản. Đấy, nằm ra đất mà sinh. Ở trong từ vựng là iso, đúng không? Iso là cuộc đời. Hoặc là ư mự, đúng không? Ư mự là sinh, sinh ra. Chữ tinh ở trong nghĩa là ngôi sao, tinh tú, đúng không? Thì mình có bên trên là nhật, nghĩa là mặt trời. Bên dưới là chữ mình vừa học xong, nằm ra đất mà sinh ấy, đúng không? Đó là chữ sinh. Thì mình sẽ ghép là mặt trời sinh ra ngôi sao, đúng không? Các bạn nhìn từ trên xuống dưới nhé. Mặt trời nó sẽ sinh ra ngôi sao. Ở trong từ vựng là hoshi, đúng không? Hoshi là ngôi sao. Chữ tử ở trong nghĩa là chết. Thì mình có ở bên trên là nét nhất, đúng không? Bên dưới là chữ gì trong bảng chữ cứng đấy? Chữ ta, đúng không? Tiếp theo là một chữ nữa trong bảng chữ cứng, đó là chữ hi, đúng không? Đó. Thì mình sẽ ghép một mình ta cười hi trước khi chết, đúng không? Đó. Câu chuyện là một ta nhé. Đó. Tức là một mình ta cười hi hi trước khi chết. Thì đó là chữ chết. Thì qua kanji này mình thấy là chữ cứng rất quan trọng, đúng không? Đó, tức là mình sẽ nhìn nó giống chữ cứng thì mình không cần học bộ nữa, mình ghép luôn vào cho dễ. Nên là các bạn phải học bảng chữ cứng chắc nhá. Một mình ta cười hi trước khi chết. Ở trong từ vựng là Sibo, đúng không? Sibo là tử vong, chết. Ghép 7 kanji âm hán là tử và vong. Hoặc là một động từ là sinu, đúng không? Là chết. Ví dụ như là sinitai là muốn chết, đúng không? Hoặc là sine là hãy chết đi. Đó. Thì khi mình học nhiều cái dạng động từ thì nó sẽ chuyển biến như thế, đúng không? Chữ lực ở trong nghĩa là sức lực, năng lực, đúng không? Thì với chữ lực này á, các bạn nhìn nó sẽ giống như chữ co ở trong bảng chữ cứng ấy, đúng không? Thì đại ca thì có lực thôi nhé. Chữ này giống chữ co, thì giờ mình học là đại ca thì có sức lực. Đó, thì mình thuộc luôn được chữ lực. Ở trong từ vựng là no điều cự, đúng không? Là năng lực. Hoặc là shikara là năng lực, sức lực. Chữ tảo nghĩa là sớm, đúng không? Thì mình sẽ phân tích ở bên trên là nhật. Bên trên là nhật. Bên dưới là thập là số 10, đúng không? Từ mình sẽ dùng là 10. Câu chuyện là ngày chủ nhật mà 10 giờ đã thức dậy thì quá sớm, đúng không? Tức là ngày chủ nhật
mà 10 giờ sáng ấy, đã thức dậy thì là quá sớm, tức là phải ngủ đến 2 giờ đúng không? Ở đây có một chú ý là các bạn nhìn trong sách nhé, sách đang ghi là tạo nghĩa là nhanh chóng, nhưng cái đó là không đúng, thì bạn gạch nhanh chóng đi, bạn ghi lại nghĩa cho mình là sớm, vì là mình có một kanji khác sẽ nghĩa là nhanh chóng đó, còn kanji này nghĩa là sớm. Ở trong từ vựng là socho đúng không, là sáng sớm, hoặc là hayai là sớm. Sau này mình học một kanji khác cũng là hayai nhưng nghĩa là nhanh. Đó, nó có kanji khác nhau nhé. Mình đến với chữ thảo nghĩa là cỏ, thì mình có bên trên là bộ thảo đúng không ạ, bên dưới là chữ học xong, chủ nhật thức dậy 10 giờ là sớm. Thì câu chuyện là cô Thảo buổi sớm đi cắt cỏ đúng không? Các bạn hình dung nhé, cô Thảo buổi sớm đi cắt cỏ đúng không ạ? Ở đấy các bạn phân biệt cho mình cái chữ này ấy, thì nó là chữ đúng không, còn cái bộ bên trên ấy, thì nó chỉ là bộ thủ thôi nhé, tức là cùng tên đúng không, cùng tên cùng nghĩa đó, nhưng mà đây là chữ kanji này, còn ở trên là bộ thảo. Ở trong từ vựng là jatsô đúng không, jatsô là cỏ dại, hoặc là kusa đúng không, kusa là cỏ. Chữ cuối cùng của dòng này là chữ trà, ở trong nghĩa là trà xanh đúng không, uống trà ấy. Thì mình có bên trên là thảo, bên dưới là nhân người, nó nhọn nhọn nhé, nhưng thật ra là chính là nhân người đúng không? Và dưới cùng là có chữ hô ở trong bảng katakana nhé. Thì mình ghép câu chuyện là cô Thảo là người hô lên mỗi khi được uống trà đúng không? À, nhắc lại nhé, đi từ trên xuống dưới này, cô Thảo là người hô lên mỗi khi được uống trà. Ở trong từ vựng là sado đúng không, sado là trà đạo, hoặc là ocha là trà. Chữ bạch nghĩa là màu trắng đúng không? Thì mình có các từ vựng là kokuhaku là tỏ tình thú tội, hoặc là shiro là màu trắng. Sang đến chữ bách trong nghĩa là 100 đúng không? Ở trong từ vựng là hyaku là 100. Thì ở đây kanji của bạch ấy, thì nó sẽ giống hệt như chữ nhật bạc nhé, giống chữ nhật thêm một cái chấm ở trên đúng không? Thì mình hay nói là sang nhật thì sẽ trắng da. Đó, tức là giống hệt chữ nhật nha, sang nhật thì da sẽ trắng, hợp nước hợp không khí đúng không, da trắng à, thì nhật đi với trắng này. Sau khi học chữ bạch rồi thì chỉ cần thêm một nhất ở trên thôi thì nó ra chữ bách, bạch ra bách đúng không, đó là 100. Hoặc là bạn học tượng hình ấy, thì các bạn quay cái số 100 này này, các bạn nhìn nhìn ngang ấy, nó giống như số 1 và dưới giống hai số 0 thì cũng là một cách học. Hoặc là bạch ra bách cũng rất là dễ đúng không? Thêm một nét nhất ở trên thôi. Chữ mộc nghĩa là cây thì rất là dễ rồi. Âm Hán là mộc nghĩa là cây. Ở trong từ vựng là mokuyobi đúng không? Là thứ năm, hoặc là ki thì nghĩa là cây. Cây bị chặt một nhát đúng không? Thì ra sách. Âm Hán là bản sách. Đó nhá, cây bị chặt gốc để làm sách đúng không? Ở trong từ vựng là Nihon là Nhật Bản, hoặc là Hon là sách. Một chữ rất là thông dụng đó là chữ hưu. Âm Hán là hưu nghĩa là nghỉ ngơi. Mình có bên trái là mộ nhân đứng đúng không, tức là người đứng. Bên phải là cây à, bây giờ mình sẽ với hai bộ này rất là dễ thôi. Người đứng giữa cây đúng không, là đang nghỉ ngơi à, câu chuyện là người đứng giữa cây. Đây các bạn thấy nhá, người đứng này dựa bên cây này là đang nghỉ ngơi. Ở trong từ vựng là kyuke là nghỉ giải lao, hoặc là oyasumi là chúc ngủ ngon đúng không? Chữ thể ở trong nghĩa là cơ thể, thì mình có bên trái là bộ nhân đứng thì sẽ là gọi là nhân nhá, bên phải là bản đúng không, bản ở trong sách đúng không, thì mình ghép là nhân bản cơ thể à, rất là dễ thôi. Nhân bản, nhân ghép với bản thì ra cơ thể. Ở đây mình sử dụng âm Hán nhé, bộ mình sử dụng âm Hán. Bình thường ấy thì mình sẽ dùng nghĩa nhé. Ví dụ đây là nhân thì bình thường mình dùng nghĩa là người, thì ghép câu chuyện nó sẽ xuôi hơn. Còn bản dùng là sách, nhưng ở đây dùng âm Hán rất là xuôi rồi, nên câu chuyện này mình dùng âm Hán nhé. Nhân bản cơ thể. Thì chữ thể này rất nhiều bạn nhầm với chữ nghỉ, nghỉ hưu ấy, nghỉ ngơi ấy.
chữ nghỉ ngơi là người dựa cây đó, các bạn phân biệt ra người dựa cây đang nghỉ ngơi, còn nhân bản thì ra cơ thể. Ở trong từ vựng là thay cự cẳng đúng không, thay cự cẳng là nhà thể dục, phòng tập thể dục ấy, nhà thi đấu cũng được đúng không, hoặc là Canada là cơ thể. Chữ bảo ở trong nghĩa là bảo hiểm, thì mình có bên trái là bộ nhân đứng đúng không, ở bên phải là cái mồm, ở trên là cái mồm và dưới là cây, thì mình sẽ ghép các bộ này đúng không, tức là người đứng, người cắm mồm vào cây để được nhận bảo hiểm ăn bạn đúng không, người đứng cắm mồm vào cây luôn để được nhận bảo hiểm. Ở trong từ vựng là bảo hiểm, đó là hô kèn đúng không, hô kèn là bảo hiểm, hoặc là ở trong động từ bảo vệ giữ gìn đúng không, tao mô trợ đúng không, là bảo vệ giữ gìn. Vừa rồi đã mình đã có các bạn ôn tập xong ngày học số 7 và số 8 ở phần kanji là 5 của học kanji đạo. Thì tiếp theo sẽ là những phần ôn tập của những trình độ N4, N3, N2, N1. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh của Tiếng Nhật 21 ngày để có thể xem những bài học mới nhất và học hỏi thêm những kiến thức hay về phần kanji.